khi mà anh chị mua nhà thì anh chị từ our state không biết là anh chị nên chọn khu vực như thế nào. Anh chị không hoàn toàn không biết gì về khu vực Tampa Bay hay là Orlando, nhưng mà có nghe nói là khu vực này rất là khí hậu rất là ôn hòa và anh chị rất là muốn dọn về để ở. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là câu hỏi mà rất là nhiều cô chú và anh chị from our state có hỏi Julie, là việc ok khi mà mình start mà muốn mua một căn nhà ở Florida thì mình nên bắt đầu từ đâu? Thì Julie xin được nói sơ qua về những cái bước mình nên bắt đầu như thế nào và một số cái điểm nhấn của những cái khu vực khác nhau ha. Thì team của Julie cover những khu vực như là Orlando, Tampa Bay và những khu vực lân cận down to Fort Myers, Sarasota. Thì đây là những cái khu vực khá là an toàn và very highly desirable, bởi vì là cũng là khu vực trung tâm, không quá hẻo lánh, nhiều công ăn việc làm, nhiều entertainment space và nhiều những cái khu để mà cho những cái gia đình giống như kiểu đang đang phát triển, đang muốn mua để dọn về build một cái new life, new family ở những khu vực này. Thì Orlando thì cũng như là cô chú và anh chị biết là một cái thành phố cũng khá là lớn, cách Tampa khoảng cỡ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng chạy xe tùy theo traffic. Thì cái khu vực này có Disney là một trong những cái main business, thì là khu vui chơi giải trí họ build rất là nhiều, bởi vậy họ cũng build rất là nhiều những cái service khác vòng quanh đó, ví dụ như là restaurant business hay là những cái hotel business vòng quanh khu vực Orlando. Disney thì là một công ty khá là lớn và khá là nổi tiếng, thì ai cũng đã biết rồi, cái main business của khu vực Orlando là như vậy. Thì những cái khu vực nhà ở Orlando thì sẽ xa biển hơn, còn khu vực Tampa Bay thì là khu gần biển, có những cái bãi biển nổi tiếng ví dụ như là Saint Pete, Clearwater, Madeira. Nó là một dải dọc biển chạy dài từ phía bắc xuống phía nam, rất biển, nối liền biển luôn. Thành ra khu vực này cũng khá là nổi tiếng cho những cái khu du lịch biển giống như vậy, hoặc là cũng có rất là nhiều những cái dịch vụ du lịch, rồi có những cái hospital business, rất là nhiều hãng xưởng khác nhau cũng nằm vòng quanh Orlando hay Tampa, hay là những cái service như là nhà hàng hay là chợ búa các thứ này kia. Thì khi mà cô chú và anh chị từ our state mà chưa biết là khu vực nào mình nên mua hay là nên dọn về, thì nếu như có cơ hội thì hãy nên làm một cái chuyến du lịch đi xuống từ Orlando đến Tampa Bay, Sarasota, Fort Myers để xem khu vực nào phù hợp với gia đình mình. Mình nên chạy để check out những khu vực đấy, nên nói chuyện với người realtor của mình để xem là họ recommend mình nên check out những khu vực nào. Khi mà cô chú và anh chị đã đến đấy, cảm nhận được khu vực và biết được khu vực nào nằm ở đâu và khu vực nào mình cảm thấy thích và cảm thấy interested in, thì lúc đấy mình hãy focus vào là chọn nhà ở những khu vực đấy. Thì cái người realtor của mình họ có thể đưa cho mình những cái zip code hay là những cái thành phố hay những cái community mà nó desirable và nó match với những cái gì mình tìm kiếm. Thì đấy là cái lời khuyên của Julie khi mà cô chú và anh chị confused chưa biết là nên chọn khu vực nào. Hoặc có thể cái cách nữa mình có thể làm là mình có thể lên trên Google, trên YouTube có rất là nhiều những cái channel hay là những cái video mà tất cả những cái người YouTuber khác họ làm để giới thiệu về thành phố, hay là những người realtor khác họ làm để giới thiệu về thành phố, du lịch từ khu này đến khu khác, hay là những cái thông tin mình có thể Google được, hay là mình có thể view qua Google Map hay là Street View để mà check out khu vực. Nhưng tốt nhất thì vẫn là mình nên đến để cảm nhận khu vực bằng chính tai và mắt của mình. Nếu khi mình đã biết rồi thì có thể là thời gian đấy mình chưa có thời gian để đi coi được nhà các thứ này kia, nhưng at least mình cũng có được idea là nhà nó nằm ở vị trí này thì là ở đâu và mình thích khu vực nào và mình không thích khu vực nào. Thì từ đó, dựa vào đó, cái người realtor của chú anh chị có thể làm những cái virtual tour để mà show cho cô chú và anh chị những căn nhà nào mình interested in, hoặc là đưa ra tư vấn cho mình là cái căn nhà này như thế nào, nên mua hay nên không nên mua, hay nên đã offer hay không nên offer, để mình có thể mua from our state sau khi mình đã nắm được vị trí địa lý của từng khu vực. Em là Julie Phan, realtor khu vực Tampa Bay, Florida cùng với team affiliate with LVT Realty với anh Phát Nguyễn. Thì nếu cô chú và anh chị có thêm những câu hỏi gì liên quan đến bất động sản từ những khu vực này thì hãy liên hệ với Julie và team của Julie ha. Thank you.